Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Mọi người à, người ta thường nói rằng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chính vì như vậy cho nên hôm nay Phong đã quyết định mời tất cả các thành viên của Hero Team trừ Siro ra nha các bạn, tại hôm nay Siro lại tiếp tục lười rồi. Hôm nay mình đã mời tất cả thành viên của Hero Team vào trong đây để tiếp tục chơi tiếp với mình cái trò mini game lần trước mà có rất là nhiều bạn đã bảo mình là anh ơi, anh hãy phục thù đi, anh hãy chơi lại cái mini game đó đi, vui quá anh ơi, kìa hơi nhiều bạn thích quá, cho nên hôm nay Phong quyết định sẽ chơi lại mini game này nha. Và thật sự là Phong muốn mình sẽ là người giành được chiến thắng trong trận đấu lần này, hoặc có thể là phải là hội anh em, bạn hiểu không? Nhưng mà hôm nay hình như hội anh em thiếu Siro là hình như là hơi thọt rồi các bạn, chỉ có 3 người thôi, hội chem 4 người lận, kỳ này là hội chem mà quýnh gọi là te tua hội anh em luôn cho coi. Trời ơi, ok thì thôi bây giờ mình nghĩ rằng là lần trước mình đã giới thiệu những mini game rồi thì chắc các bạn cũng đã biết chúng ta sẽ chơi những gì rồi, đúng không? Cho nên hôm nay không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào video và chơi mini game luôn nào. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên hãy ở bên kênh YouTube của tất cả các thành viên đằng sau lưng của mình đăng ký hộ cho mọi người nha anh em. À, còn thiếu Siro nữa, đúng rồi, nhớ đăng ký cho Siro nữa nha các bạn. Ok, còn bây giờ chúng ta cùng nhau vào video nào. Lẹt cô. Let's go. Rồi ok, mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Tôi bấm vào nút bắt đầu nha. Vô. Ok. Vô nào. Và tiếp tục vẫn là trận lần trước. Trận đầu tiên sẽ là trận đánh nhau trên tuyết mọi người ơi. Để xem lần này Phong có giành được chiến thắng không đây. Đúng rồi, trên tuyết, trên tuyết. Tôi lần nào cũng đánh nhau trên tuyết chứ ta. Trời, chưa gì giờ té rồi. Ui. Mình thề luôn, mình chưa kịp ra mùi nè. Ôi mèo Simmy. Simmy sao á? Mèo Simmy, mèo Simmy, mèo Simmy. À. Trời ơi, Mimi đánh lén mình mấy bạn ơi. Nãy đào tuyết anh đúng không? Em vô tình đào thôi, em biết thế gì quá. Đâu. Bây giờ là còn Mimi với lại là Sammy. Ai sẽ là người giành chiến thắng này? Ủa Mimi chuyên nghiệp quá ta. Trời đất ơi. Mimi khá là chuyên nghiệp. Xong rồi. Gì vậy sao? Trời ơi. Ok, Mimi là người chiến thắng đầu tiên nha bạn. Các bạn thấy không? Mấy cái người mà im lặng á thường rất là nguy hiểm mấy bạn ơi. Im lặng nó gọi là bất ngờ tấn công phía sau. Ok, anh em ơi, anh em đừng có chỉ cho Mimi biết chúng ta sắp chơi trò gì để cho Mimi tự thua đi mọi người ạ. À. Em cay Mimi quá, Mimi tấn công em cay quá. Kêu xem tự rớt. Trời này nhanh quá à. Bực mình ghê luôn đó. Trời ơi. Kìa. Ôi kìa. Rồi mui đi rồi. Oh, yeah, Phong win. Sao thì mới chơi quá không à? Nó không phải ưu điểm của mình. Phong thích cái nhà gì? Phong phải hứng thú. Trời ơi, tôi win tôi phải vui chứ. Ok, rồi tiếp. Chưa được điểm nào đây nè. Vứt cái thuốc đi, vứt cái thuốc đi, thuốc này em vô dụng lắm. Cái gì vậy? Ai muốn vứt thì vứt, tôi thì tôi uống đó. Cái này dễ mà, cái này là dễ nhất luôn nè. Thấy cái này mới là dễ nè, cái này mình có thể nhìn màu mình đoán được nè. Trời ơi, cái này nó hơi bị dễ luôn. Sao cây đang đứng im chỗ vậy cây? Cây cây đang me me. Đang em đang me me đây, em đang me me. Win đâu? Cây. Cây me me. Chuẩn bị lên. Một. Chết mẹ. Oh. Oh no. Trời ơi, sao thế rồi? Sa mảo Macarada cực luôn, nó không đổi màu tí gì hết. Đứng im một vị yes. Ok. Rồi, trò tiếp theo là trò đánh nhau rơi xuống vực nè. Mọi người đánh giết Mimi trước đi mọi người. Mọi người giết Mimi trước đi. Mimi im lặng, Mimi nguy hiểm lắm mọi người ơi. Trò chơi đánh cá. Mimi, tôi sẽ giết Mimi trước. Rồi, Mimi té rồi. Ây da. Simmy nè. Mẹ Simmy, quýnh mẹ Simmy xuống vực. Sao vực quýnh em? Cà mùi nấc. Ủa sao cà mùi nấc? Dịch đập bàn luôn. Dịch cay quá, dịch đập bàn luôn. Thề luôn, nó nuốt vậy. Bị mà nuốt cay quá. Cuộc đời kiểu mình đánh hết tất cả mọi người ấy, xong mình nhìn xung quanh kiểu không còn ai, tự dưng nó thò ra đập mình chứ. Ôi trời ơi. Các bạn đâu làm gì? Gì cái bạn? Tôi mới đang đứng kế Sammy bạn ơi. Sammy vẫn là chân lý cuộc đời. Đứng kế Sam vẫn là hạnh phúc nhất dù tôi có chết. Ôi dẹp đi. Tí nào ông đẩy tôi xuống cái gì. Đừng có chân. Ôi trời ơi, Sim ơi, Sim đứng gì ngoài đó vậy Sim? Từ từ mấy cái thuốc này nó chờ nó mới cục kia đúng không? Cái này không nhập lửa nha. Em nhìn. Trời ơi, nhanh quá. Em nhìn. Nó nhanh quá.
em không ngờ nó nhanh như vậy luôn á. Ok, để trên đầu nha Sam, để trên đầu nha Sam. Cái tán cây trên đầu mà biến mất là chạy liền nha. Ôi ơi, đi ra chỗ khác đi Môi, trở lại của em. Mọi người ơi, ui đừng bao giờ, đừng bao giờ để cho gọi là ca mui thắng hai lần, mọi người hiểu không? Ca mui hãy dụ lắm. Ủa, dịch đứng đông đắp đó kìa vậy. Một cười hồi nãy dịch tức với dịch đặt bàn. Thề luôn, cắt đi lắm luôn, kiểu bên xung quanh kiểu ok được rồi, tương thoa ra cái là bình. Anh bình tĩnh, anh lắm luôn á trời. Đứng trong này nguy hiểm quá. Ê! Ôi trời ơi. Ôi no, no. Trời ơi, oh no. Trời, nó đổ liên tục luôn. Thôi, đứng xe với dịch. Ôi. Thôi, giờ thắng rồi. Mimi, còn Mimi. Ghê vậy? Còn Mimi với dịch. Ủa, có Mimi làm gì vậy? Trời ơi, đứng góc kìa. Ủa, sao thì... Ủa, biết đâu? Mít đưa mình chiến thắng. Hay quá dịch ơi, dịch đã giành chiến thắng rồi, dịch đỡ cay chưa? Congratulation. Congratulation. Ồ, bài đó cái trò mình ghét nhất, cái trò đánh mình ghét nhất. Cái trò này nó chỉ là núp em hiểu không? Nó sao bằng cái trò đấy là combat em hiểu không? Hai cái nó khác nhau. Trò này cho lại đứng dậy đánh Jumpy nè. Dịch, đánh Mỹ mình kia nha. Đừng để chúng nó lại gần mình nha. Cẩn thận nha mọi người. Sau lưng anh ơi. Oh no, né. Oh no, tôi chơi chiến thuật né mọi người ơi. Ui, Ripper nó tấn công mình. Nó chạy ra chỗ mình. Ủa, mấy con nhện mới nguy hiểm á. Xem con nhện là nó có độc á. Trời ơi, anh em mình hợp tác. Trời ơi, anh em mình hợp tác dịch. Anh em hợp tác, anh em mình hợp tác vậy đây. Ây da. Nó sau lưng. Oh no. Đánh gì mà ghê vậy chị ơi. Cho ngồi bây. Đừng này bây. Xong rồi, cay bay màu đầu tiên rồi. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Ủa sao chú? Rồi xong em chết rồi. Trời ơi. Ôi chết rồi. Hay vậy. Wow. Tất cả mọi người đều đi luôn, sợ thật. Trời ơi, tất cả mọi người đều win. Có tôi là chưa win trận nào. Rồi trận này mới nguy hiểm nào. Trận này là nguy hiểm, là trận này thôi anh em xác định thua nha. Chị em ơi. Thôi anh em nhá. Thôi anh em. Thôi anh em tản ra. Thôi anh em tản ra. Nhanh lên. Giết mẹ đi. Giết mẹ trước. Dù mình cứ thua mình phải giết mẹ trước. Đánh lén hả cà mùi? Ủa mẹ đâu? Đánh lén. Ca mùi. Ôi mẹ này, quýnh mẹ đi cây. Mình đang đánh nè. Ủa ôi mẹ lắc ghê quá. Hay quá cây ơi, hay quá. Cà mùi hay chiếc đấm nè. Mèo xin mi. Chết rồi, mất cái trò. Sammy. Quýnh Sammy. Rồi anh em tản ra, anh em tản ra. Rồi bây giờ anh em đứng để cho hồi full máu đi, rồi anh em mình chơi nhau nè. Ôi trời ơi. Nhớ nha. Mimi đi rồi. Hai mặt hỏi rồi đây. Mimi đi rồi. Chết rồi. Bây giờ rút kinh nghiệm phải kiểm tra kỹ. Ok, rồi bây giờ anh em đứng tản ra nha, chuẩn bị nha. Hồi full máu chưa? Rồi. Ê, mình gần hồi nè, dịch cũng gần hồi full máu nè. Anh em mình chơi công bằng thế cơ mà, đúng không mọi người? Ừ. Ok. Giờ thôi giờ mình nhường dịch với cây của chú á. Mình nhường á. Ok ạ. Thôi, dịch trước đi không? Hay, anh em mình tấn công dịch trước đi cây. Vậy nha, giờ mình giết dịch xong rồi anh em mình đứng hồi máu chờ quýnh nhau nha cây. Được luôn. Ok, rồi, vậy còn chần chờ nữa. 1, 2, 3, tấn công. Mít tới dịch. Mít tới dịch. Đừng đập bàn cái dịch. Mít tới dịch. Ủa kìa, cây sao cây quýnh mình? Cây quýnh mình, cây chiếc mất dạy. Trời ơi, mày thấy không, cây đoàn chiếc mất dạy cho nó quýnh lên kìa. Cây đoàn, no. Cây đoàn là đồ xảo nguyệt, xảo trá, gian lận. Người ta chơi chiến thuật để bảo người ta xảo trá. Trời ơi, mày thấy không? Trời ơi, không thể tin tưởng ai được mà. Đúng là không thể tin tưởng ai được. Người ta gọi đó là lòng người. Đúng rồi, lòng người. Ok, bây giờ né TNT nè. Bây giờ né TNT nè. Tôi đúng. Trời ơi, quả bơm nó rơi ngay cái đầu này. Cái này dính cái là đi luôn á. Quả bơm nó rơi đúng ngay cái đầu tôi luôn. Ui trời ơi. Rồi xong luôn, không cần bay màu. Tôi đi rồi. Ui trời ơi. Rồi xong, dịch đi rồi. Biết tao sao ta. Biết tao dịch đi rồi. Rồi cây đâu đi rồi. Cây còn hỏi chị em, chỉ còn hỏi chị em thôi. Rồi xong Sammy dính quá trời. Hỏi chị em giỏi quá. Ai. Này thì hỏi chị em giỏi quá nè. Chúng ta còn sống cuối cùng, đứng đằng chúng ta đúng rồi. Xí xuống. Ôi. Đi lần trước.
Mimi bị nói trước, Mimi bị nói trước. Mẹ Mimi chiến thắng trận này. Rồi trò chơi sao quên rồi. Trò này là mình né bom. Trò này mình né bom đi qua bên kia là win. Ok. Nhảy sao? Là nhảy nhảy đừng có đặt tấm ván anh hiểu không? Win! Yeah! Cái gì vậy? Ủa? Cái gì chơi này? Ủa sao phải là mình? Ủa kìa. Ok, trận đấu của anh Sóc anh Kiêu nè. Cái này là mọi người phải né sớm, né sớm. Nguy hiểm lắm này. Đâu, mẹ xin mày. Mà. Ủa sao em bị thắng? Cái đó, cái đó tại sao bạn cứ nở bắn mình cái cay? Sao bạn nở bắn mình? Cái đó nè, cái đó. Tại sao? Để mình tí, mọi người đợi tí. Ok, tiếp nào, mèo Simi đang nhắm mình kìa. Mèo Simi nguy hiểm quá. Rồi xong hai chị em, hai chị em lại chơi. Chết rồi. No. Giết hai người. Oh my god, trời ơi. Còn Sim sang kìa, còn Sim sang kìa. Còn Simi và Sami. Trời ơi, mình bị chính người yêu mình bắn. Mình đau khổ quá. Chính bạn gái của mình bắn mình mấy bạn ơi. Nhưng mà lúc ông bắn ra lúc ông bắn xa thì không. Cái này là khó lắm mọi người, cái này là phải biết đi đâu. Sam ơi, kiếm chỗ núp đi Sam, đừng có chạy qua chạy lại như vậy. Không sao, cái này mình phải chơi cho nhanh chứ. À, đúng rồi. Đó. Simi múa kìa trời. Coi Simi múa kìa trời. Rồi Simi quyết định chơi chiến thuật lại gần. Rồi xong rồi, hụt rồi. Căng thẳng quá. Ai trời ơi, say nữa. Căng thẳng quá. Cái đó anh đoán coi Sim hay Sam thắng coi. Mình thắng. Bạn chết rồi còn đâu thắng. Ồ vậy. Ôi trời ơi, chạy đi Sam. Bên kia kìa Sam ơi, cẩn thận Sam ơi. Trời ơi. Trời ơi, Sim 3 điểm luôn. Simi 3 điểm luôn, trời ơi. This is lava. Bắt cua rồi đúng không? Bắt cua né lava. Dừng lava. Anh em ơi, chúng ta ít nhất chúng ta không được, gọi là người ta không được top 1 thì anh em chúng ta phải top 2, top 3 chứ anh em phải cố gắng gọi là đẩy cái người gọi là cao điểm nhất xuống. Rồi, xong tôi rồi. Tôi mới vừa nói xong tôi té luôn mấy ông ơi. Tôi không biết cái này là đi cái nào luôn á trời. Đây. Đó. Rồi Sam đứng yên cho nó, đừng di chuyển nữa, chứ sao cũng win. Không, hình như là nhảy. Hình như là nhảy lên trên đây là win là Sam, nhảy trên đây là win. Ok. Từ, cẩn thận nha. Cái chân cá mũi qua trước, nhảy qua đi Sam, cái chân. Cái gì? Nhảy cũng ở giữa nè bà đôi. Trời ơi. Cái cục ở giữa bà nhảy đi đâu vậy? Cái này vui nè. Anh thì trò này vui nè, mình thích trò này. Ôi, trò này là trò bơi nè, trò này trò bơi nè. Bơi, nhanh. Oh no, tôi chọn sai rồi. Ôi, trời ơi, chọn sai rồi. Trời ơi, sai rồi. Sai một nhịp hay là thua rồi. Thật hả? No. Sao một nhiều là bị chậm rồi. Trời ơi. Thật sự là mẹ chậm rồi. Mẹ Simi 4 điểm rồi trời ơi. Tôi không muốn thua đâu trời ơi. Tôi đau khổ quá. Cái gì? Tôi đau khổ quá. Tôi phải giành được chiến thắng chứ. Trời ơi, tôi không thể thua. Ủa cái cây này mọc nhanh luôn á. Bây giờ nhiệm vụ mọi người phải đập thật là nhanh. Bây giờ nào là hết rồi. Hết rồi. Hết cây rồi. Mọi người được mấy cục à? Ba, năm cục à. Tôi được 7 cục nè. Tôi được 7 cục luôn. Wow. Ôi, em và người em cùng 7 cục nè. Yeah. Ôi, xong còn 8 rồi. Ôi, sao 8 luôn. Ôi, trời ơi, 30. Bằng mình luôn à. Yeah, không quen. Khoan, lúc đấy cục đấy là hình như Sam được mà. Không, em thấy em chỉ bằng điểm. Trò này mới vui nè, trò này là đẩy nhau ra nè. Ai đẹp trai đẹp gái nhất con thằng này. Tôi là đẹp trai nhất, chắc ăn rồi. Tôi đẹp hơn, tôi đẹp mọi người xấu ấy. Trời ơi, đẩy cho tôi, đẩy cho người ta chơi đi mọi người, đẩy cho người ta điểm đi mọi người. Trời ơi,
để tôi hy sinh, tôi hy sinh, tôi đứng trong đây cho mọi người đi ra đi, tôi hy sinh cho mọi người. Để tôi ra, mọi người ơi. Đánh gì mà đánh dữ vậy, trời ơi. Mọi người đi ra, tôi hy sinh. Đừng có đánh, đừng có chấp nhận hy sinh. Đừng có đánh, đừng có đánh. Chấp nhận hy sinh, tôi đứng trong đây cho mọi người đi ra đi mà. Đi ra thế đi. Hồng nước miếng chảy nào luôn đó mọi người. Mọi người ơi, mọi người. Cho người ta xin điểm mọi người. Mọi người đẩy Simi xuống đi, mọi người đừng cho Simi lên, Simi đã quá nhiều điểm rồi. Mọi người xuống tất cả phòng lên top 1 cả mọi người, không cho mọi người đẩy Simi xuống đi. Mọi người cho tôi 3 điểm cũng được, cho tôi tấm gì cũng được, đừng đẩy tôi thua. Yeah. Oh my god. Quân tử. Trời ơi. Cái trò tôi ghét nhất. Tàn hình đánh nhau. Cái trò này tôi ghét nhất nè. Cái trò tôi ghét nhất luôn. Trời ơi, có cái cung cắm vào người. chết rồi. Mình có cái cung cắm vào người cho mình sẽ bị lộ. Trời ơi. Cái gì vậy? Nó cắm hoài mày luôn hả? Đúng rồi. Xong, vị trí rồi chứ sao? Mũi tên gắn vào đầu mình bị lộ vị trí các bạn ơi. Mình cá chắc cái trò này chỉ có đi núp thôi. Để cuối trận mới đánh nhau. Ôi anh em, bây giờ mình đứng núp đi để cuối trận đánh. Ôi, mày xuống đi. Mày nghĩ bạn lại đánh với mình. Bạn nghĩ bạn lại mày đánh với mình. Không cần sắp thua rồi. Núp. Sao mà chị biết rồi. Coi chừng. Chị biết rồi. Mèo Simi à, bạn muốn giết mình à, đâu dễ. Mình bạn cũng quên không mình muốn là mình, sao? Mình cũng không muốn cho bạn được điểm cao đâu, Phong à. Vậy hả? Không đúng sao rồi. Vẫn còn sao rất ơi? Nhiều bạn chơi bạn. Dành điểm đi Sam, dành điểm đi Sam, dành điểm đi Sam. Rồi đi tìm nè, đi tìm người nè. Dạ, chúng ta đang thấy là Kairon, Mr. Dịch đang lại gần nhau. Kairon, Mr. Dịch đang thấy gần nhau rồi, đang lại gần nhau rồi. Hiện tại đang cầm kiếm đánh nhau. Dạ Sam, đứng cái đường đó Sam. Trời ơi, Sam, ở kia Sam ở đâu vậy? Trời ơi, Sam kiếm kim cương nhưng Sam vẫn quýnh không lại bạn ơi. Rồi Sam quyết định chạy. Trời ơi, Sam ơi, cắt kiếm đi Sam ơi. Cắt kiếm đi. Để sao bà tỉnh nha. Mimi nhào vô quýnh Mr. Dịch. Mr. Dịch quýnh lại Mimi. Và hai người bắt đầu nhào vô quýnh, có cả Kairon nữa. Trời ơi, căng thẳng quá. Rồi xong Kairon, Kairon sao? Trời ơi, cố lên. Hay cái bắt đầu có bị vẻ căng thẳng các bạn. Game căng thẳng thực sự. Cá mui nấp nè, cá mui chơi nấp nè. Rồi, lộn đi. Trời ơi, lộn rồi. Ông Mr. Dịch, ông bắt cua, à không, cá mui chơi nấp, cá mui leo tuốt trên cao nè. Rồi. Cá mui không chữ. Mui nấp nha. Còn Mimi. Mui là chỉ có nấp thôi. Mui chơi, mui nấp, trời ơi. Mui đánh nấp rồi. Mui làm sao đánh lại mọi người đánh pro lắm, mà không đánh có đánh rồi. Trời ơi, đánh Mimi thì mệt nha. Đánh Mimi thì mệt nha. Cá mui hiện tại đang còn full máu kìa. Mui có lên Mimi, tôi yếu lắm, hiểu không? Nên bà đánh. Bây giờ nè, tôi nói là, tôi nói mọi người nghe nè. Bây giờ Mimi với Sammy có nhạo quýnh nhau, hai người cũng sẽ mất máu thôi. Hai người mất máu không hồi máu lại được đâu, cho nên hãy quýnh ca mui để ca mui hồi lại bằng máu mọi người. Chúng ta phải đi đánh nhau. Ui giật kìa, giật kìa. Rồi xong luôn, Mimi đã bị Mimi chết rồi. Bởi dịch. Trời ơi, giờ xuống đánh nhau đi. Thứ nhất là anh đang yếu máu, thứ hai kiểu gì hai đứa nó cũng đập anh chào lý do để anh xuống à, Phong thông cảm. Đúng rồi, anh hay quá. Hay quá ơi. Mình cũng có thể làm câu chuyện là chỉ còn ba anh em mình đi, anh em mình sẽ chơi một cách khô máu hiểu không? Tâm sự nó sẽ nhắc. Giờ đây bây giờ em là chủ phòng á, em có thể dùng lệnh kêu được. Kêu một đứa đi để anh thôi. Giờ em giết cái người chơi dơ nhất cả mùi. Đúng rồi. Cái là chấp do, cái là người ta chiến thuật đàng hoàng, cái là người ta còn cấm được. Ok. Bây giờ em không thể nào chen ngang cuộc. Bây giờ như thế này nè. Em phải giúp dịch trước. Để em. Bây giờ như thế này. Tôi sẽ sệt lệnh TBA tất cả mọi người dịch chuyển vào giờ một chỗ sẽ đánh nhau chứ đứng như thế này mãi không bao giờ đánh nhau được. Em dùng lệnh đấy là em giết anh rồi, hai đứa nó sẽ là phải trước. Sao vậy? Thôi bây giờ để tôi trước. Ok, Mui cố lên nha. Em đã nhường mạng sống nặng cho chị rồi. Nhớ nha. Khoan từ từ, nếu mà chị bị đánh á là vật sẽ có kiếm kim cương á nha. Nói trước. Thôi Mui, hai đứa mình giết nhau đi. Xong rồi, giết đi, cẩn thận. Vịt ở trên sẽ lợi thế hơn nha. Không chơi vậy không được nha. Vịt ở trên sẽ lợi thế nha. Thôi bây giờ em đưa kiếm cho chị giết em đi. Em đưa kiếm chị để chị giết ông Dịch được không? Ok, được không? Sam ơi là Sam. Không, chị không muốn em hy sinh đâu, chị không thể làm thế được. Cảm động quá, tôi cảm động đâu sổ mũi ơi. Anh đứng đây xem phim Hàn Quốc mà anh cảm thấy là khó. Em như làm xong rồi chị giết em đi. Không, chị không làm gì hết. Không, chị
Bây giờ tôi sạc lệnh, tôi giết cả hai luôn bây giờ, tin không? Ôi, em tin chị. Em có thể nào giết được, chỉ có chị thôi. Mọi người ơi, thời lượng xem video có hạn. Ôi, làm ơi anh giùm. Thời lượng xem video có hạn mọi người ơi, thời lượng xem video có hạn. Qua gì đó. Ngoài thằng, ôi ơi con em. Có dịch, có dịch, có dịch đây, có dịch. Trời ơi, đó là một câu chuyện buồn, rất buồn. Anh em, bây giờ anh em, mấy con ngồi đây phong ạ, không anh ấy bốn lâu rồi. Anh em, chúng ta phải hợp sức lại, hội chị em đã hợp sức quá nhiều, chúng ta phải hợp sức lại với nhau. Ui, tôi có một Ender này cả nhà, nếu cần một Ender thì bờ rồi nhá. Nóc Ender. Mình giết được mẹ Simi ơi. Mình giết được Mimi ơi, mình giết được Mimi ơi. Lấm chị, sao em lấm chị. Ôi, 8G là bia. Mình thua chứ mình không để cho hội game win nữa. Dịch đi, anh Hi, anh còn sống không vậy Dịch? Dù em đồ bia mà rớt xuống dục ghê luôn trời. Rớt xuống sao? Yes. Oh my god. Ai vô này à. Chơi dơ mà thua kìa. Chơi dơ, cái gì chơi dơ? Nói lại, cái gì chơi dơ? Nói lại, mình chơi đàng hoàng nha. Đứng vào màu nó yêu cầu à? Đứng vào nữa. Đúng không? Ủa? Là sao? Nhạc biết không biết. Tức từng gì đây? Tức từng từng tức từng 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 từng. Như là nó đang bắt chúng ta làm một bài tình. Ray, màu xám. Nhìn nó đâu á, ở bên dưới thanh trời ơi tức ghê. Trời ơi màu xám. Đây phải là màu cam chứ. Orange. Ê trò này mới vậy. Vui vậy. Trò này hay. Những người thích âm nhạc như tôi. Màu gì đây? Màu xanh. Wow. Trò này dành cho những người giỏi tiếng Anh. Riêng Phong thua đầu tiên là chuyện bình thường. Ok. Green. Green mà. Phải đọc chữ mọi người, nhìn màu không kịp đâu. Dark green. Đắc. Ok. Trò chơi dành cho người thông người giỏi tiếng Anh. Purple. Kamui đã đi rồi. Ôi, riêng màn này là tôi ủng hộ Mimi nha. Mimi cố lên. Mimi cố lên. Mimi cố lên. Ôi, xin chào không phải một. Ủa gì vậy? Chị em nhắc. Cái này có được gọi cái này có được gọi là chơi ngu mọi người. Cái này là chơi ngu. Không chơi dơ, chơi dơ. Ê, rõ ràng người ta đánh Skyward, ta nhào vô, ta quýnh, ta solo mấy lần, mấy người luôn. Mà kêu ta chơi dơ, trời ơi. Ok bạn ơi. Và mấy bạn ơi, trận đấu lần này thì bạn đã thấy rằng là... Thôi đừng thanh kêu nó xem để mình chào đã. Đừng thanh kêu nữa. Ok bạn ơi, thì trận đấu lần này thì như bạn đã thấy thì mèo Simi đã là người giành được chiến thắng. Để mình xem coi, có coi top được không? À đây, coi top được nè. Simi là top 1, Camu top 2, Phong Cận top 3, Kairon top 4 và những người còn lại thì top 5. Ok, những người còn lại là cả bắp. Mr. Vietnam là game luôn rồi. Mr. Vietnam thoái kem luôn các bạn ơi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi, vậy là coi như trận đấu lần này thì mèo Simi đã giành chiến thắng cho mình. Mình nói mọi người nghe nè. Cái trận đấu này thật sự mình cảm giác rằng là hội chị em co op với nhau, chơi chung team với nhau quá nhiều. Ngay cả bạn cuối Mimi còn nhường cho mèo Simi. Rồi thậm chí là có những cái pha đánh nhau mà hội chị em co op nhau quá nhiều. Mình thật sự mình rất bức xúc. Mình rất bức xúc. Mimi có thắng thì Simi vẫn là top 1. Vậy hả bạn? Nếu mà Mimi thắng thì vẫn sẽ chơi được. Sẽ chơi tiếp. Tại vì là người nào đạt được 5 điểm thì nó mới kết thúc. 5 điểm là win. 5 điểm là win. Ok bạn ơi,
Thôi, nói chung á là bạn tự cảm nhận là coi như là hội anh em hay hội chị em thắng thì bạn tự cảm nhận thôi. Chứ mình là mình thật sự là mình rất chán cái việc gọi là hội chị em có ốp với nhau như thế này rồi. Mình cảm giác bất lực. Mình hiểu lý do vì sao. Mình hiểu lý do sao nãy dịch đập bàn rồi bạn ơi. Mình đem đập luôn màn hình máy tính của mình đây. Trời ơi là trời. Ok, thôi thì nếu như bạn muốn mình chơi tiếp tục video này thì bạn nhớ đừng quên hãy để cho video này một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha. Và nếu như anh em muốn phục thù lần nữa đừng like các bạn. Các bạn làm mình dislike cái video đi, tôi sẽ không chơi một cái game nào nữa. Tôi thề tôi sẽ không chơi một cái game nào nữa. Tôi nhận độ nhẫn nhịn có giới thiệu. Ok. Và tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Lần sau tôi sẽ không đập bàn đâu, lần sau tôi đập luôn thùng máy đấy. Lần sau đốt nhà luôn cho con. Gọi Siro vào, Siro mới là thánh kênh chơi game này. Ừ đúng rồi ha mấy bạn ha. Trời ơi. Đúng rồi, hội anh em thiếu Siro các bạn ơi, cho nên là hội anh em mới thọt thôi. Lần sau nhất định mình phải mời được Siro vô các bạn ạ. Mình cay quá mà mấy bạn muốn mình mời Siro vô, nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình thật sự rất là bức xúc. Ok, còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Trời ơi, liêu liêu, hội chem chẳng qua nhiều người hơn thôi.